Đó, xin chào các bạn. Hôm nay mình mượn được một cái iPad RO 12.9 to nhất. Nó là đời 25, 27. Cái này là 27. Nó có cái Denlas ở đây. Cái 25 nó cũng bằng cái này luôn. Thì đây là cái chiếc iPad to nhất rồi đó các bạn, 12.9 inch. Và đây là cái đế dựng của mình, cái stand. Đó, bằng hợp kim. Mình có nhiều màu lắm. Đen, màu bạc, màu vàng, màu hồng, màu đỏ. Thì có nhiều khách hàng thắc mắc là cái này có dựng được cái iPad lớn hay không. Mình đã mượn được cái iPad to nhất để mình thử cho các bạn xem ha. Đó, cái này là các bạn có thể điều chỉnh mọi góc độ luôn nè. Đây, mình đang để cái iPad to nhất. Đó, các bạn nhìn thấy không? Dựng rất là chắc chắn. Xoay cái này lại. Các bạn cũng có thể, thường iPad là các bạn dựng ngang, nhưng mà bạn cũng có thể dựng đứng được. Nhưng mà mình khuyên là iPad thì các bạn nên đặt làm ngang, nó sẽ đẹp hơn. Và cái chân này nó bằng hợp kim, cho nên là nó chắc chắn là một, với lại cái thứ hai là nó bền. Bản lề nó rất là tốt. Đó, các bạn có thể nhìn thấy, xoay một cái góc nghiêng vì cái bàn này nó hơi nhỏ, nó hơi chật, cho nên là mình không có quay cái góc rộng được cho các bạn xem á. Đó, đây. Thì cái này các bạn có thể dễ dàng xếp lại để đem theo bất cứ nơi nào ha. Đó, bạn thấy không, chỗ này là người ta đã làm cái cao su để cho nó khỏi cạ vào cái máy, sẽ không bị chày cái máy của bạn, để cho dù các bạn không xài ốp hay là không dán thì nó cũng không có chày. Bên dưới này có gắn 4 cái cục cao su để cho nó dựng trên một cái mặt phẳng, ví dụ như là mặt kính hay là mặt bàn đá, nó trên nó vẫn không bị trượt, tức là nó không bị chạy, nó sẽ dựng vững chắc hơn. Rồi, ok, video mình làm ngắn gọn vậy thôi. Mình nào cần thì liên hệ mình. Cái này các bạn có thể để được cả iPhone luôn nha, iPhone hoặc là những cái điện thoại, bất cứ cái điện thoại nào nhỏ cỡ nào cũng có thể để được. Còn cái này lớn nhất là cái iPad 12.9 vẫn vừa luôn, hoặc là những cái tablet khác của các hãng khác vẫn có thể xài được ha. Rồi, ok, xin cảm ơn các bạn.